Trương Bá Chi lộ cách dạy con chỉ qua một câu nói của con trai về Tạ Đình Phong. Sau khi ly hôn, Trương Bá Chi nhận được quyền nuôi hai cậu con trai Lucas và Quintus, trong khi Tạ Đình Phong tái hợp với tình cũ Vương Phi. Có cuộc sống mới vô cùng hạnh phúc. Chỉ có điều là suốt 10 năm đường ai nấy đi, Tạ Đình Phong rất hiếm khi đến thăm hai con. Ngoài việc gửi tiền trợ cấp thì nam tài tử để vợ cũ một mình phụ trách việc nuôi hai bé. Theo trang Netflix thì ông nội của hai bé rất sợ các cháu sẽ ghét Tạ Đình Phong, nên mỗi khi gặp thì ông thường sẽ nói những lời tốt đẹp về nam diễn viên tuyệt đại Song Kiều. Chỉ có điều sau khi nghe ông Tạ nói chuyện, hai con trai của Trương Bá Chi đã trả lời một câu khiến ông nội rất bất ngờ. Mẹ nói rằng bố rất tốt. Nghe được những lời này từ các cháu, ông Tạ hiện cảm thấy rất đau lòng vì Lucas và Quintus không được kề cận bên bố ruột nhiều như các bạn cùng trang lứa. Quả thật, cuộc sống của Trương Bá Chi sau khi ly hôn với Tạ Đình Phong rất vất vả. Cô không chỉ bận rộn làm việc chăm sóc cho các con, giáo dục cho các bé những điều hay lẽ phải. Như trang Netflix chia sẻ thì nàng tinh nữ lang dạy các con phải hiếu thảo với ông bà, không oán trách bố, cho nên Lucas và Quintus khi trưởng thành đều rất hiểu chuyện. Không những thế, Trương Bá Chi cũng thường xuyên đưa Lucas và Quintus đến gặp ông bà nội, cũng chẳng ngăn cản Tạ Đình Phong nếu như anh muốn ở bên các con. Cách đây không lâu, Trương Bá Chi tham gia chương trình Life is Beautiful và không ngần ngại chia sẻ về mối quan hệ của các con trai với mẹ. Diễn viên giơ điện thoại ra khoe ảnh với các khách mời khiến khán giả trầm trồ vì cậu cả nhà cô đã trổ mã lớn phỏng phao. Bá Chi lấy hình chụp chung với Lucas làm hình nền điện thoại cho thấy hai mẹ con rất tình cảm. Ngôi sao Hồng Kông tiết lộ cô và các con rất gần gũi thân thiết, vì thế có chuyện gì hai đứa trẻ cũng thảo luận với cô. Diễn viên kể con trai từng hỏi cô muốn nắm tay bạn gái thì phải làm thế nào. Trước câu hỏi của con trai, Trương Bá Chi ban đầu lúng túng nhưng sau đó đã trả lời rằng mẹ không biết, mẹ không dám nắm tay bạn trai ra đường vì sợ truyền thông chụp hình. Cô giải thích thêm với các đồng nghiệp trong show truyền hình rằng cô không muốn khuyến khích con trai nắm tay bạn gái khi còn quá nhỏ. Tuy nhiên vì lo sợ mối quan hệ mẹ con thân thiết có thể bị sức mẻ nên cô bẻ lái sang cách trả lời khác. Trong chương trình, Trương Bá Chi cũng nói về mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ. Cô thừa nhận mặc dù cha mẹ ly hôn khi cô còn rất nhỏ, điều này không ảnh hưởng đến cô. Khi còn nhỏ, có bất cứ vấn đề gì về tình cảm, cô cũng thường chia sẻ với phụ huynh. Tôi cũng tâm sự với bố mẹ như mọi đứa trẻ khác. Trong suốt chương trình, Bá Chi cho thấy cô coi trọng sự riêng tư của các con và quyền lựa chọn của đứa trẻ. Khi hai đứa bé không muốn sang Thượng Hải với mẹ, Bá Chi tôn trọng chúng. Cô chia sẻ về quan điểm của mình xung quanh việc học hành của con. Điểm số thấp không có nghĩa là bạn không thành công. Phóng viên liên lạc với Tạ Đình Phong, hỏi thăm anh gần đây có xem các chương trình có vợ cũ tham gia không. Anh nói bản thân bận đến mức mấy tháng rồi không bật TV. Mặc dù nói vậy, trên trang cá nhân anh đăng ảnh tắm cho chó cưng. Nhiều người dùng mạng chỉ trích anh giỏi chăm chó mà không đối hoài đến con cái. Bởi những tâm sự của tuổi dậy thì của con trai thì nên chia sẻ với bố thay vì với mẹ. Netizen cho rằng có lẽ rất lâu rồi Tạ Đình Phong không gần gũi con cái khiến cậu bé không thể tâm sự chuyện tình cảm với bố. Trong một show truyền hình, Trương Bá Chi từng để lộ ý định sinh thêm con thứ tư. Cụ thể, khi Trương Hinh Dư hỏi Bá Chi liệu có nghĩ đến việc kết hôn không, diễn viên gượng cười và nói rằng nếu gặp được người ưng ý, cô sẵn sàng kết hôn, sinh thêm con thứ tư vì ba con là quá ít. Câu trả lời của Bá Chi gây ra nhiều tranh cãi. Bá Chi hiện ở tuổi 40, con út mới được gần 3 tuổi. Cô hiện một mình chăm ba đứa trẻ, vì thế việc sinh thêm được nhiều người đánh giá là không hợp lý. Ngược lại, một số khán giả cho rằng có tiền là yêu trẻ thì chẳng có lý do gì mà không tiếp tục sinh nữa. Chính vì những tranh cãi này mà tên Trương Bá Chi lọt top tìm kiếm nóng trên Weibo. Diễn viên Trương Bá Chi sinh năm 1980, là diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông. Khán giả biết đến cô với nhiều phim như Sư Tử Hà Đông, Vua Hài Kịch, Vô Cực. Cô kết hôn với tài tử Tạ Đình Phong và có hai con trai, Quintus Lucas. Năm 2012, sau khi ly dị ngôi sao họ Tạ, cô là mẹ đơn thân. Năm 2018, cô sinh con trai thứ ba, Marcos. Vì sự cố lộ ảnh nóng với tài tử Trần Quán Hy nhiều năm trước, Trương Bá Chi luôn bị coi là một người phụ nữ sống thoáng trong showbiz. Tuy nhiên, cô chưa một lần lên tiếng nói về sai lầm này của mình trong quá khứ, mà luôn tích cực kiếm tiền chăm sóc ba con. Hiện cô nhận được nhiều sự quan tâm và nhiều lời mời đóng quảng cáo sau khi tham gia chương trình Chị Gái Đạp Gió Rải Sóng mùa 2 ở Đại Lục.